Phụ nữ nếu muốn đàn ông yêu thương những vết rạn trên cơ thể của bạn, những cái sự sập sệ xồ xề sau khi đã sinh con của bạn ấy, thì mình cũng phải học cách yêu cái bụng bia của anh ấy, đúng không? Yêu cái dáng gọi là lùn lùn của anh ấy, nó cũng chẳng là cao ráo như là sáu múi như là siêu mẫu đâu. Và đàn ông cũng vậy, ngược lại, đúng không? Nếu nếu muốn cô ấy yêu thương và trân trọng mình với những cái gì mình có, thì mình cũng phải biết yêu thương những cái sự hy sinh của người phụ nữ nữ đấy. Và cái câu nói cuốn hút nhất của đàn ông khi mà nói với người phụ nữ của mình, đấy chính là câu hôn lên những vết dạn của cô ấy và nói rằng anh yêu những vết dạn này. Điều quyến rũ nhất mà anh từng thấy. Đó, cái sự quyến rũ ở đây là cái sự hy sinh của người phụ nữ đấy, đúng không nào? Còn người phụ nữ có thể nói cái câu này mà khiến người đàn ông rất là vui và hạnh phúc này: em không thích cái sáu múi đó, sáu múi đối với em cũng không là gì cả, nhưng em thấy cái bụng mũm mĩm này mà mỗi ngày chơi đùa với con để con nhảy lên nhảy xuống này, đấy là cái bụng cuốn hút nhất, cái bụng dễ thương và đáng yêu nhất, đúng không? Đấy, thì bằng cái cách đấy người đàn ông người ta tự tin hơn, ngoại hình của người ta ủ có cái bụng cũng hơi mũm mĩm đấy, cũng hơi bụng bia một tí đấy, nhưng mà à, mỗi lần mình nghĩ đến cái câu nói đấy của vợ mình hoặc người yêu mình là mình cảm thấy tự hào về mình rồi, mình được trân trọng thì mình cũng sẽ học cách cách mình trân trọng cô gái đấy đó, đúng không các bạn? Đấy là cái văn hóa ứng xử khi mà chúng ta bước vào tình yêu và hôn nhân.